Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh thông tin công ty Đại Kinh Bắc. Thì trong thời gian vừa qua mình đã chia sẻ đến các bạn về dòng động cơ giảm tốc cycloid, dạng đĩa cycloid hộp số như thế này. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn dạng động cơ giảm tốc cycloid và phần động cơ này nó có gì khác biệt so với những động cơ bình thường. Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết về động cơ giảm tốc hộp số cycloid và động cơ có quạt đuôi là như thế nào các bạn nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu. Đối với hộp số giảm tốc cycloid thì nó có những cái ưu điểm là tạo ra được cái tỷ suất truyền lớn và hiệu suất làm việc cao. Chính vì vậy nó luôn được vận dụng trong các ứng dụng ngành công nghiệp nặng để đảm bảo được cái hiệu suất làm việc. Và về nhược điểm của dòng hộp số này thì nó khó sửa chữa đến thời điểm hiện tại so với các dòng hộp số giảm tốc khác. Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì cái mà Tùng muốn nói đến với các bạn đó chính là phần đuôi của động cơ. Các bạn đang được thấy ở trên tem có những cái ký tự như sau: G-100A 40W 380V 2800R/min. Thì đó chính là phần quạt đuôi hỗ trợ cho động cơ sử dụng biến tần. Thì khi mà chúng ta sử dụng động cơ với biến tần, chúng ta điều chỉnh tần số của động cơ thì tần số động cơ nó thay đổi và nó tạo ra một cái sức nóng, tức động cơ của chúng ta nó tỏa nhiệt rất là lớn. Chính vì vậy cái phần quạt này nó giải quyết được cái vấn đề là nó làm mát động cơ, thì nó còn được gọi là quạt làm mát động cơ sử dụng biến tần. Thì các bạn thấy được là ở trên tem nó ghi là công suất 40W, đó là công suất của cái quạt, và điện áp sử dụng của nó là 380V, 3 pha 380V, và nó đi một nguồn điện riêng. Các bạn có thể thấy được là hai phần móc điện nó tách biệt nhau. Và tốc độ của quạt là 2800 vòng trên 1 phút. Thì với tốc độ này nó gấp đôi tốc độ quay của động cơ. Chính vì vậy động cơ nó luôn được làm mát bởi cái quạt này. Thì đó là cái phần đặc biệt ở trong cái phần động cơ này mà tôi muốn nói đến với các bạn. Thì còn về hộp số giảm tốc của chúng ta thì nó có đường kính trục cốt là 45mm. Thì các bạn cũng quan sát thấy là ở trên phần đầu cốt của chúng ta thì nó thể hiện một con số 9. Thì số 9 này là nó ghi ước cho tỷ số truyền, nó thể hiện cho tỷ số truyền, để trong trường hợp mà hộp số của chúng ta vận hành lâu năm nó bị mất đi cái phần tem thì chúng ta còn xác định được hộp số này là tỷ số truyền là bao nhiêu. Còn về phần bề rộng của then thì nó là 14mm các bạn nhé. Thì đó cũng chính là những thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay về model XWD9. Động cơ của nó là động cơ có quạt đuôi làm mát cho động cơ với công suất là 40W, sử dụng điện áp 3 pha 380V